Em muốn anh quay cái clip này lên cho cộng đồng mạng với Mạnh Thường Quân đó, là giúp đỡ cho em là lấy lại sự công bằng cho hai đứa bé. Dạ. Cái Mà điều trước tiên là cho em hỏi chị tên gì chị? dạ em tên Lâm Thị Trúc Sinh. Dạ, Lâm Thị Trúc Sinh, chị bao nhiêu Dạ, tuổi? dạ 35 tuổi. Rồi hai bé này. Bé này là Bùi Thị Ngọc Trinh, Bùi Thị Ngọc Mỹ. Là bé giữa là bao nhiêu tuổi chị? Bé này 5 tuổi, bé kia 9 tuổi. 9 tuổi. Dạ. Là mình là quê ở đâu? Dạ An Giang. An Giang, rồi mình lên đây là nguyên gia đình mình luôn hả? Dạ đi hai vợ chồng với mấy đứa con lên đây làm. Dạ. Là mình lên đây mình làm cái gì chị? Dạ chồng em gì đi bắt cá thê. À, rồi Dạ còn chị? em đi bán vé số. Dạ. Hai bé là có đi học gì không chị? Dạ có bữa hổm là chỉ có nên bé này đi học thôi, rồi cái con bé hai bé nó bị gì đó, rồi nhà nước tài trợ cho được con bé này đi học nữa. Là bị sao vậy? Chị cây gõ không chị? Dạ cái ông đó đó là ổng quen, là con bé lớn Dạ. nó đi bán vé số ổng quen, cái ổng mới đem đồ xuống nhà em đi bán em đâu biết đâu, ổng đem đồ xuống nhà ổng kêu là cho mấy đứa nhỏ ăn, rồi hai đứa này nó thấy vậy đó cái nó làm quen cái đồ hả, ổng mới đi chạy xuống dưới đồi chiến thắng á, Dạ. là ổng kêu con bé nhỏ này nè đi lên đây nè chú cho cái này, rồi con bé này nó cũng đi lên theo, rồi ổng lên đây ổng xâm hại nó. Là xâm hại bé nào trước chị? Dạ là con bé kia nó trước nhưng mà nó không dám nói là con bé này nó sau, nhưng Dạ, mà để xâm hại con bé này trước. dạ còn con bé này nó sau, em tới lần thứ ba em mới bắt gặp được ổng. Là tới lúc mà bắt như vậy đó là chị thấy ông đó là làm bé ở đâu? Có thấy thấy ông đó ông làm bé đằng đó kìa, cái cây đằng đó kìa. Là ở trên cái đó, cái tượng đài này luôn. Dạ trên tượng đài này một lần, Dạ. rồi ở dưới đó là nó kể là em không có thấy dưới đó mà con bé này nó nói ở dưới đó là hai lần. Hai lần. Nhà Là bé lớn là hai lần hay là bé nhỏ hai lần? bé nhỏ 3 lần, bé lớn 1 lần. Trời đất ơi. Rồi sau khi mà chị phát hiện là thấy là tận mắt là thấy cái ông kia là xâm hại bé bé nhỏ. Nhà Rồi bé lớn nó mới nói cho chị biết luôn. dạ nó cũng chưa dám nói nữa, rồi cái con bé nhỏ nó nói chị ơi chị yên tâm đi, ông đó bị bắt bỏ tù rồi. Ừ. Gỡ đầu là con bé nhỏ nó mới từ từ nó mới khai ra cho em nghe, Trời đất ơi. hỏi sao con không nói mẹ nghe, nó ổng hâm ổng đòi giết con không dám Ừ. nói. Bé lớn thì mới có 9 tuổi à. Nhà Bé nhỏ mới có 5 tuổi mà ổng cũng làm luôn đó trời. nhà Là cái ông đó là chị nói là gốc gác ở Sài Gòn hả? dạ ở Sài Gòn Rồi ổng lên đây là ổng thuê nhà hay sao? ổng thuê nhà, ổng thuê nhà ổng làm nghề bấm nguyệt á, Dạ, ổng quen với con gái lớn của chị là quen làm sao? kiểu như nó đi bán vé số á, rồi nó mời rồi cái ổng tiếp xúc này kia, ổng cho đồ ăn này kia đó. Là bé gái lớn của chị bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 11 tuổi. 11 tuổi. Dạ À, ý là cũng như là khách quen bán vé số vậy dạ thôi phải dạ không? Rồi sau này coi như là ổng tới nhà chị chơi. không có tới nhà chơi, chỉ chạy ngang cái đầu ghé cho đồ thôi rồi Dạ. ổng đi. À Dạ, rồi bình thường là hồi lúc trước mà hai bé này chưa có hỗ trợ mà đi học á là chị đi bán vé số. dạ em đi Rồi bán vé rồi số mấy bé là cũng đi bán theo hay là sao? không, hai bé này nó ở nhà, có hai bé này ở nhà, con bé lớn đi bán với em. Là chị tổng cộng là mấy người con? Dạ 5 đứa, 5 đứa, đứa lớn nhất là 12 tuổi ha. đứa lớn nhất là 13 tuổi, 13 tuổi. rồi mới tới nhỏ 11, Hả? rồi tới nhỏ 9 tuổi, tới nhỏ này với thằng 2 tuổi nữa. Trời ơi, xong rồi đẻ nhiều mà con nhỏ nhỏ không à? Như 51 không à? Dạ Sát sát không à? Rồi là chị sau đó là chị trình báo cơ quan chức năng hay sao? dạ em lên trong ý em là cũng chưa có trình báo liền nữa, tại vì mình bắt gặp ổng ở đây vậy nhưng mà không biết ổng có làm được con bé hay không, vậy nói Con để cái ra giò xuống lấy giò xuống rồi đi nhầm khi mình sợ trình báo ở quan rồi cái mình thền bồi thường danh dự cho người ta, coi. Dạ. rồi em xuống nhà em mới kêu ổng là hỏi chú ơi vô đây con hỏi cái này một chút mà ổng không có ra, Dạ. em kêu Không, hoài ổng không có ra con em muốn. mới lấy đá em chọi vô nhà ổng, rồi ổng mới mở cửa sau ổng trốn đi, rồi ổng mới lên trển ổng báo công an là ổng nói em là xuống nhà ổng là quậy lấy đồ gì của ổng đó, rồi công an mới mời em mới lên trển là em nói tôi không có lấy đồ gì của chú hết trơn á, tôi hỏi chú là hả hỏi chú có làm gì con gái tôi không, cái ổng chối ổng không có, hỏi con bé này nó là có, Ừ. rồi đầu là công an mới chở nó lên bệnh viện Định Quán khám nó, rồi chở con bé này với em đi lên chảnh khám là ổng dưới đây ổng làm thủ tục ổng đi về rồi, Dạ. rồi ở chảnh mà được kết quả rồi công an đâu có cho em biết đâu, cái ông kia chỉ điện là nó bắt nó lại đi,
là ông trốn, bắt ổng là 2 ngày 2 đêm mới được ổng. Là ông trốn ở đâu chị biết không? Dạ không. Chỉ nghe biết công an nói là không có lợi nhà ổng là không có có ổng. Là hôm bữa là chị phát hiện là chị thấy là bé này. Dạ. Rồi là sau đó là đi khám bé này trước hả? Dạ, khám bé này trước. Rồi sau đó rồi mới là bé lớn mới dám nói. Dạ, bé lớn mới dám nói rồi em mới đâm đơn sau em án bé lớn nữa. Cái kết quả mà đi giám định sức khỏe của bé là mình có biết không chị? Dạ, bên kia người ta không có cho biết. Vậy người là chắc... chị... con kéo áo xuống. Kéo áo xuống. Vậy là chắc có kết quả rồi nên dạ. Là bên cơ quan chức năng người ta mới là bắt tạm giam ông kia đó. Dạ. Rồi ơi. Chỉ hồi lúc mà đi vô khám á, thì có em đi vô mà tới hồi bác sĩ mà nói vụ kết quả là công an kêu em ra ngoài. Dạ. Nếu mà chị bé mà 5 tuổi mà chị nói mà chị tới tính cái thời điểm mà chị phát hiện là bị 3 lần. Dạ, 3 lần. Trời ơi. Bé nhỏ xíu rồi cả nhà. Rồi lúc đó là cái ông đó ông nói gì với con mà ông dụ con vô lùm cây được. Ông có nói gì không? Ông có dụ con mua bánh đồ ăn không? Ông kêu lên đây ông cho tiền. Ông cho tiền hả? Là lần ba lần là lần nào cũng vậy hết hả? Rồi ông dụ con vô cái lùm cây vậy rồi ông cởi quần áo con ra con sợ không? Con có la lên không? Dạ có. Con la lên ông kêu mẹ em chưa? Tao giết mày rồi. Ông hù con vậy đó hả? Ông nói con mà la lên là ông giết con. Là lần nào cũng vậy hết hay sao? Dạ. Rồi mỗi lần như vậy là ông cho con bao nhiêu tiền? 20 ngàn. Mà ông đó là 50 tuổi hả chị? 50 tuổi. Ừ, dã man thì chứ bé mới có 5 tuổi, bé có biết gì đâu trời. Còn bé ở đây 9 tuổi nữa. Ừ, biết bài hả? Coi bộ cái chị Út này là chị lanh hơn chị này à. Dạ, chị đó chị hờ đó. Mà chị nhát đòn nữa. Ừ. Mẹ ơi, chị viết bài. Chị viết bài đó hả? Rồi bây giờ là coi như là chính quyền địa phương cũng hỗ trợ cho ba hai bé đi học ha, gửi trường rồi ha. Dạ. Cũng yên tâm rồi. Bây giờ còn rồi mấy nay là mình có nhận được cái thông tin gì phía bên cơ quan chức năng không? Dạ chưa có nhận được cái gì chứ. Dạ. Em chỉ bữa hổm em có điện hỏi thăm đó anh ơi. Vụ án của con bé Trinh sao rồi anh nói không đừng có. Đang thu thập hồ sơ. À đang thu thập. Trả lời với em vậy. Dạ. Đó. Người ta có nói là mà có khi nào ngày nào mà sẽ mời mình gia đình mình lên làm việc không? Không có nói ngày nào chứ nói chừng nào người ta cần gì ta mời lên. Ừ. Chỉ trả lời vậy thôi. Hôm bữa là chị làm đơn tố giác ông kia là chỉ mới có làm đơn của bé nhỏ này thôi, bé 5 tuổi thôi. Dạ. Còn bé lớn là sau này phát hiện là chị mới làm đơn sau này hả? Dạ. Là hiện tại là cái đơn mà chị tố giác mà cái ông kia hãm hiếp bé mà 9 tuổi á là phía bên cơ quan chức năng người ta thụ lý chưa? Dạ thụ lý rồi đưa lên tới tỉnh luôn rồi mà chưa có nghe nó mời con bé lớn này. À. Tại vì chắc phía bên cơ quan chức năng người ta đang củng cố hồ sơ đó. Rồi sau đó là sẽ mời chị lên làm việc nha. Thì bữa nay là chị cũng điện em tới đây để mà cầu cứu cũng như là chia sẻ lên để mà cho cộng đồng mạng là biết rõ cũng như là ai mà gành lực á có thể mà lấy lại công bằng cho hai bé. Hiện tại thì chị là quê ở An Giang, từ An Giang lên đây coi như là chồng thì đi làm thuê, còn chị thì đi bán vé số. Mấy bé lớn thì cũng đi bán vé số cùng chị luôn. Rồi bé lớn nè, con tên gì? Bé Mỹ hả? Rồi hôm bữa đó là ông đó ông dụ con này đi vô đâu? Vô nhà. Nhà của ai? Nhà của ông. Nhà của ông hả? Rồi lúc đó ông làm gì con kể gọi hết coi. Con đừng có sợ, không có sao hết. Nói đi. Con còn nhớ không? Sao? Ông dụ con vô nhà rồi ông nói gì? Ông kêu ông cho tiền. Ông kêu cho tiền hả? Rồi sau đó ông dẫn con vô phòng. Dạ. Rồi con có la không? Có. Rồi cái ông đó có nói gì không? Ông kêu mày la lên tao giết mày á. Cũng hù như bé nhỏ luôn. Nói chung là hai bé còn nhỏ quá, nghe nói vậy hù rồi sợ đâu dám la. Rồi ông có dặn con là không có được gì mép mẹ gì không? Dạ có. Ông kêu là mày mép là tao giết mày đó. Lúc đó chị về chị không thấy bé có cái gì thay đổi hả? Em đi bán là
cỡ 8 giờ mấy 9 giờ em mới về nhà. Là bữa nào em về nhà là cũng thấy bé đó nó ngủ trước hết trơn. Rồi cái qua cái nó bị lần thứ ba là sao mà ông dụ nó đi lên tới đây rồi em kiếm quà. Em nói ủa thường ngày con bé này nó ngủ sớm mà sao giờ chưa thấy nó ở nhà. Em mới chạy đi kiếm nó. Lúc đó là mấy giờ? Lúc đó là mấy giờ? Lúc đó là cũng tầm 8 giờ mấy vậy. 8 giờ mấy tối. Dạ. Rồi lúc mà chị ra chị kiếm con bé là chị kiếm vòng vòng ở đây hả? Kiếm vòng vòng ở dưới á. Dạ. Tại đầu ha em mới hỏi mấy đứa con em nói mày có thấy em không? Nó nói con không thấy em đâu mày ơi. Rồi em mới hả nó đi lên đồi này thử coi nó có đi chơi với ai trên này không? Dạ. Là đi lên là ha, kiếm vòng lại tới đây nè. Rồi em mới kêu nè, kiếm nha, có con đây không? Cái nó la lên những đầu em mới chạy ra mà chạy đâu kịp đâu, ổng cũng đậu xe vậy đó. Dạ. Mà quay đầu xuống. Vừa chạy ha, ổng chạy đường này bọc lại đó, ổng leo lên xe ổng thả xuống luôn. Dạ. Rồi lúc đó chị chạy ta chị chạy lại là thấy bé nằm đâu? Thấy bé nằm ngay gốc cây ngự. Là chị dẫn em lại đó. Là bé 5 tuổi. Bé 5 tuổi là bé nhỏ nhất mà bị ông này là xâm hại tới 3 lần. Trời ơi. Cây nào con? Cây nào? Cây đó đó hả? Rồi lúc đó là con ông đè con xuống nằm dưới này luôn. Hả? Trời ơi. Ngay chỗ này luôn, là chỗ này là mà mấy lần chị? Một lần. Vậy còn một lần, hai lần nữa là ở đâu? Hai lần nữa là chị. Ở dưới cái xe mẹ đậu á, có cái hố. Ổng mắt con nằm xuống, ổng đè con. Là hai, một lần trên đây, hai lần ở dưới cái dưới kia. Trời ơi. Con này ổng ác thiệt chứ. Rồi lúc đó con thấy trong người con có đau chỗ nào không? Để có. Sao con không gì mà nói với mẹ? Ừ. Con nói với mẹ rồi mẹ nói với ba rồi xong á mẹ cất giận á mẹ đi lên nhà ổng. Mẹ chọi đá vô nhà ổng. Trời ơi. Bé nhỏ xíu ở nhà mới có 5 tuổi à. Nè. Rồi lúc mà chị chạy ra chị lại đây đứng rồi chị lại đây đứng với bé. Lúc mà chị chạy ra tới đây á là chị thấy bé là nằm ở đây là có trên người có mặc ao quần áo gì không chị? Nó nằm ở đây nè, là cái quần nó mặc dài á, kéo xuống tới đây nè. Là ông kéo tụt xuống đó rồi. Dạ. Lúc mà chị kia tìm bé là đi tới trong đây chị kêu tên là coi như là chắc ông nghe được cái tiếng của chị rồi ông mới chạy lòn xuống như này. Dạ, em đứng ở đó rồi. Dạ. Em kêu kiếm ha, tại vì ở đây là cái tối là đèn nó không mờ mờ à, cho nó không có sáng không. Dạ. Vậy rồi ha, kêu tiếng nhá nó con đây nè, vậy rồi em mới chạy hướng này đi lợi, rồi ổng ở đây ổng chạy đi lợi nữa đi. Ừ. Rồi sáng qua cũng có coi camera ở nhà bên đó. Dạ. Có thấy dáng ông chạy xe về. À, khúc dưới đó thì có camera ha. Rồi lúc mà gia đình mình tìm tới thì ổng cũng chối găng căng luôn. Dạ, ổng chối. Ừ. Cái nào mà chở con bé này đi là có kết quả đó là bắt đầu là công an điện về là ổng chuộng đồ ổng đi mà ổng trốn rồi. Mà mấy nay là chưa có chở bé đi khám lại nữa không? Dạ không, tại vì em cũng đâu có tiền đâu, tại vì bữa hổm cũng khám là bên công an ra tiền khám. Ừ. Cái này chị phải đi khám lại tại vì bé còn nhỏ quá. Dạ. Sợ nó ảnh hưởng tới sau này á. Hiện tại là bị bé Út này hiện tại là trong người con thấy còn đau chỗ nào không? Có đau chỗ nào không? Đó. Ừ. Nó chỗ đó cũng nó lâu lâu nó cũng kêu đau. Tại vì còn nhỏ quá mà. Ừ. Rồi bé nè, rồi trong người con còn thấy đau chỗ nào không? Đó, bây giờ để em sẽ là quay lên chia sẻ đây, hồi em chích cái tiền quỹ của em ra 500 ngàn á, em sẽ hỗ trợ cho gia đình thì trước mắt đó đi, nếu mà có mạnh thường quân hay là ông bà cô chú nào mà xem mà có hỗ trợ bé hai bé tiền mà đi khám thăm khám á thì em sẽ là gửi tiếp cho chị nha. Đó, trời tội nghiệp luôn cả nhà, hai bé còn nhỏ xíu luôn. Rồi công an cũng đưa lên đây là lấy lại quay lại dựng lại hiện trường ha. Dạ. Nhưng mà sự việc là xảy ra là bao lâu rồi chị? Dạ cũng hơn 4 tháng rồi. Hơn 4 tháng. Dạ. Là tính từ cái thời điểm mà mình làm đơn tố giác tới giờ là phía bên cơ quan chức năng cũng chưa có cái thông tin gì về thông báo cho mình biết luôn. Dạ. Ở đây là một cái tượng đài, ở đây là tượng đài gì chị? Tượng đài chiến thắng ha.
ở dưới cái bờ đó là phía bên kia là một cái vực thẳm hả chị? Dạ, cái vực nó là lại chứ. Trời ơi. Ở bên đó hình như có cái nghĩa trang hay cái gì đó chị? Dạ, nghĩa trang. Có bà cố còn ở dưới đó. Có bà cố còn dưới đó luôn hả? Ừ. Nhìn quá trời tội nghiệp luôn cả nhà. Coi bộ là chị này là hơi khờ hơn em Út ạ. Dạ, chị đó chỉ khờ, chỉ nhát đòn. Nhát đòn. Và hôm bữa đó là có khi nào mà ông đó là ông quýnh con không? Đó, quýnh vô tay. Ông quýnh vô tay không có nào quýnh vô mặt không? Quýnh mạnh không con? Ông dẫn con ra đây con không chịu, ông quýnh con vậy đó hả? Hôm bữa dừng lại hiện trường là ông dừng lại hiện trường chỉ có bé này thôi chứ bé lớn không có phải không chị? Chỉ có bé này thôi. Tới nào đưa ông lên tỉnh là ông bé lớn nó mới khai. Dạ. Là công an chở ông lên tỉnh rồi. Dạ. Người ta công an chỉ trả lời là nói kha chở con bé này đi khám xong rồi tỉnh nói để đi lên tỉnh rồi điều tra coi ông có chịu thừa nhận hay không. Tại vì ổng nói chung ra là điều tra ép ổng bây giờ ổng cũng không dám thừa nhận đâu. Dạ. Tại vì một đứa là ổng đủ chết rồi. Dạ. Thêm đứa nữa là ổng không có dám nhận đâu. Thì bây giờ đi dẫn bé này đi khám là biết hết. Là dạ. Là ổng có làm hay không là biết hết. Bên công an là đi khám có lấy giấy rồi nhưng mà người ta lên chảnh là người ta nói có mà ổng cãi ổng nó không có. Dạ. Là chỉ có nghe đó, thông tin có đặt camera đó chị. Có đặt camera đó nè hả? Đâu bây giờ chị dẫn em xuống cái nơi cái hiện trường mà nơi mà ông đó ông thực hiện hành vi với bé 5 tuổi 2 lần coi. Đi con, đi xuống. Trời ơi. Ở trên đây là một cái đồi cả nhà, ở dưới đó là như một cái chủng đó vậy. Còn nhỏ xíu à. Giờ là chị dẫn vào xuống nơi cái hiện trường mà bé 5 tuổi là bị ông đó xâm hại tới 3 lần, là một lần ở trên gốc cây là chị phát hiện, còn 2 lần dưới kia là chị không có phát hiện nha cả nhà. Là hôm bữa có dựng hiện trường là có dựng dưới này không chị? Dạ có. Có luôn ha. Dạ. Vậy là ông xã chị là làm ngày nào cũng làm hết hay sao? Đi xuống đi, cái đường đi xuống nó hơi cao nha. Xe kìa, cái xe quá. Là ở trong đâu chị? Đâu con dẫn chú vô coi. Lúc ở trong đây luôn hả? Sao con nói sao? Ở đây nè. Ổng làm cấn đây á. Ổng làm con ở đây hả? Dạ. Là ổng làm con ở đây là ban ngày hay ban đêm? Ban đêm. Ban đêm hả? Dạ. Rồi lúc đó ổng vô ổng dụ con thì sao mà ổng dẫn con ra đây được? Ổng kêu vô đây ổng cho tiền con mới vô. Thì xong á, ổng đè con xuống. Ổng đè con xuống, ổng có bình miệng con lại không? Dạ có. Rồi, lúc đó con có dãy dụ không? Dạ có. Rồi ổng có nói, ổng có nói, ổng có hăm dọa gì con nữa không? Ổng kêu, mày im chưa con giết mày giờ. Cũng hăm dọa như những lần trước. Bây giờ bé con nhỏ nó đâu biết gì đâu. Là ngay chỗ này luôn hả con? Dạ. Trời ơi. Ở đây là tới bên nhà mình hả chị? À, xuống dưới kia chút ha, ở dưới là phòng trọ hả? Ồ, có một cái cây thôi cũng bị chiếm rồi trời. Ở đây là nói chung là phòng trọ, gia đình ấy mở cũng không có đủ. Có cái cây hả? Không, mà cái ông này ông manh động á nha, hên là con bé nghe lời theo á. Cái ông ấy là có nhiều khi là ông sát hại, ông quăng dưới này luôn á. Tại vì ở đây là cái vực thẳm rồi cả nhà. Thôi đi lên đi con. Dễ mang thiệt. Gia đình ổng ngày có cái động thái gì tới thăm hỏi gia đình mình không chị? Dạ không. Không có gì luôn. Dạ. Ủa cái gì dạ? Nhà đó kẹt ở mình ổng thôi. Tại vì có cháu ổng nữa mà cháu không có cho ở trên nhà. Có cái gì vậy? Là cháu trai đó. Đâu kẹt nó chị á. Cháu trai cháu dâu rồi là
từ lúc mà sự việc xảy ra tới giờ là coi như là hai người cháu nó cũng không có tới gia đình mình luôn hả? Dạ. Người ta nói cháu ông nói là ổng là tội gì tại dám miệng càng tới. Dạ. Tại vì đợt ổng ổng cũng xâm hại con ta hết lần. Vậy là lúc trước là cũng có xâm hại một lần rồi. Dạ. Là bé đó là lớn như chị? Em cũng biết nữa, chỉ có bắt được ổng rồi công an nói là tội cũ chưa bỏ chưa hết nữa mà còn tái phạm lại tội mới nữa nha. Dạ. Là công an nói vậy đó. Là tới ổng bị bắt rồi đi về sớm này người ta nói ông nội đó là cũng xâm hại con ta ở tù đó. Ừ. Mà đợt trước thì dòng họ bên gia đình ổng là bồi thường tiền cho người ta. Rồi người ta mới giảm án cho ổng ra rồi ổng làm gì nữa. Rồi lúc trước là coi như là ông cũng giống như hưởng án treo đó phải không? Dạ. Bây giờ là sau này là ông tiếp tục với dạ. Hai bé này nữa. Dạ. Quá trẻ luôn cả nhà. Bé còn nhỏ xíu rồi chừng nóng á con, cái bô xe nóng đó. Té đó ngã xe giờ. Dạ, bây giờ là gửi hai bé này là chiều mấy giờ mới rước? Dạ, con bé này 4 giờ rưỡi, con bé kia 4 giờ cũng 4 giờ rưỡi luôn. Dạ. Mà cái ngay chỗ cái ngôi nhà mà chị thuê á là chỗ đó đông dân cư không? Dạ, nhà cũng gần gần nhau. Nhà gần gần nhau dạ. Không ạ? Bình thường là chị đi bán như vậy hồi lúc trước chị đi bán á, à, chị gửi mấy bé này ở nhà có gửi cho ai không? Dạ không, nhưng khi gì không. Những khi gì ba chị em nó cứ ở nhà vậy đó, rồi đóng cửa lại, kéo cửa gào lại rồi nó ở trong nhà. Ở trong nhà. Ở trên đây em đâu có ai đâu, chỉ có hai vợ chồng sống đây thôi. Mà nhưng mà cái ông đó là ông tên gì chị biết không? Đoàn Dương Lâm. Đoàn Dương Lâm. Đoàn Dương Lâm. Ông Lâm. Là 52 tuổi. Nha. Là ông tiếp xúc với gia đình mình lâu chưa? Ông có thường tới lui chơi không? Lúc mà không. Chị còn ở nhà, chị có ở nhà? Không, em là nói chung rồi em không có quen ổng luôn. Chỉ có con bé lớn này là nó quen ổng thôi. Bé lớn này hả? Dạ, nó bao nhiêu số nó quen á. Con cũng quen nữa. Con cũng quen nữa hả? Rồi sao mà con bé lớn hả? Rồi sao mà quen sao đâu, con kể chú nghe coi. Con đi bán vé số. Rồi con đi ngang cái bác đó kêu lại, bác đó cho bánh, rồi cho bánh cái con đi về. Rồi cái con đi qua cái lần thứ ba, ông bắt cái phim gì có người ở chằng ở chuồng gì đó, xong cái con số cái điện thoại con chạy đi về luôn, là con nghỉ chơi ổng luôn. Là ông bắt, ông kêu con coi hay là con thấy ông đang coi? Ông bắt lên, ông đưa cho con, rồi xong cái con số điện thoại con chạy đi về luôn. Dạ, trong Mỹ là chắc muốn dụ nhỏ này nữa nè, mà dụ không được đó. Giống như ông mở phim người lớn lên dụ con bé này coi. Thôi là bé này nó nhận thức được. Nó ổng coi mãi á, mày không coi để cao coi. Là ông nói với ai? Nói với chị cơ á. Ông nói với con vậy đó hả? Dạ. Rồi bé này nè, bé này là hôm bữa là bị cái ông Lâm đó là xâm hại đó, ông đưa vô nhà, ông có bắt con coi điện thoại giống chị không? Dạ không. Không hả? Rồi ổng dụ vô rồi ổng làm liền luôn chứ ổng không có nói gì trên hả? Dạ. Rồi ổng đưa vô phòng ổng hay là ổng làm ở đâu con? Ổng đưa vô phòng. Ổng đưa vô phòng hả? Bé này lớn rồi thì nó biết cái ông này không có tốt. Cho mấy lần bé này cũng bị luôn rồi. Rồi chị có hỏi kỹ là ở nhà mình là còn có bé nào bị không? Dạ không, hỏi kỹ nữa là chỉ có ba bé này thôi. Ba bé, mà bé này thì biết là chạy trước nè. Dạ. Tới bé này. Từ đây là tới nhà của ông đó gần không con? Đi ở dưới đây nè, thả dắt xuống là cô có cái tiệm thuốc tây á, đi vô chút là phía bên đây có cái nhà người ta để cho thuê á. Mà bình thường là con đi bán vé số là con đi bộ hay đi xe đạp? Đi bộ. Là cái nhà của ông đó là bình thường là ông ở với ai? Ông ở một mình à. Ở một mình là thường xuyên ha. Dạ. Còn có mấy bữa chủ nhật á, ông có dẫn về một bà á, ngồi nói chuyện chơi á. Yeah. Với lại có cái chú gì á, có mấy cái chú gì á, không có mấy cái chú gì lại hay lại nhà của bác đó chơi á.
Vậy là ổng mở phim trong điện thoại người lớn, phim người lớn kêu con coi đúng có một lần đó là con không dám tiếp xúc với ổng luôn hả? Hôm bữa bé này là bị là ban ngày hay ban đêm chị? Ban ngày. Mẹ cầm ban ngày hả? Trên nhà ông em nghĩ là tốt nhất bây giờ là chị chở hai bé đi khám lại đi, tại vì hai bé còn khá nhỏ nhỏ sao nó ảnh hưởng tới sức khỏe sau này của hai bé. Hồi nãy thì em hỏi của con cũng còn đau nữa hả? Vậy mấy bữa nay chị có coi thử không? Có, nó cũng thấy nó đỏ ở trong, nó đỏ ở trong á. Đỏ ở trong á. Cái này là phía bên hội mà bảo vệ trẻ em á, đây là địa phương mà là mấy nay có liên hệ với gia đình mình không? Nói chung ở xã này là bữa hổm là chỉ có tài trợ cho con bé này là đi học với cho em được 10 ký gạo với thùng mì. Mà có biết là cái câu chuyện của mình là như vậy không? Có biết rồi. Có biết rồi mà người ta chỉ cho tài trợ cho nhiêu đó thôi, rồi tới giờ người ta không có hỏi han gì đó. Mình đã cho mình lên đây là lâu chưa chị? Dạ 2009. 2009 cũng lâu rồi, mình có tạm dán tạm trú ở đây mà đúng không? Có. Gia đình mình cũng thuộc cái dạng khó khăn mà mình cũng mình có được cái nhận cái sự hỗ trợ gì không? Chỉ có mấy bé đi học thôi chứ nhầm khi phát quà, nhầm khi người ta có tiền hơn người ta có mà em còn không có nữa mà. Dạ. Bây giờ là mấy bé là được hỗ trợ đi học là lâu với chị, mấy tháng rồi? Dạ, cũng con bé này là hồi lúc cũng được khoảng 3 tháng rồi. 3 tháng ha. Dạ. Hai bé là học chung trường luôn không? Không, học riêng. Cách đây chị nói là cái gì xảy ra tới thời điểm bây giờ là cũng là 4 tháng mấy. Dạ. Nhưng mà bé Út thì nó nói là cái chỗ cái bộ phận đó nó vẫn còn đau. Dạ. Đau Mỹ. Nhưng mà từ dạo đó tới nay tới giờ là cũng chưa có đi tái khám lại luôn. Dạ, chỉ có khám lần một tới giờ. Hôm bữa đi khám mà giám định đó là bên bác sĩ có cho thuốc hai bé uống không? Dạ có cho được mấy viên thuốc gì đó, rồi xong là không có dặn mà đi khám lại gì. Thì tại vì bữa hổm là nói công an mới vô khám là người ta nói là gia đình này khổ, bên công an người ta tài trợ đi khám á. Dạ. Thành ra người ta cũng không có nhắc tới mình, cũng không có chỉ là đi khám lấy kết quả thôi chứ còn thuốc men là không có ha. Dạ. Nhưng mà sao mà bình thường là đồ đạc của mấy bé là nó mặc á, là ai giặt? Đồ đạc của mấy bé mặc là cái chị nó giặt. Nè là bé lớn nè, là chú hỏi chút này. Hôm bữa đó là con giặt đồ của mấy em, là con có phát hiện đồ của mấy em mà có cái dấu hiệu gì lạ không? Cái mấy cái quần của em nó có dính máu. Rồi sao con không nói với mẹ? Mẹ con đi rồi xong cái con đợi mẹ con về mà con quên nói với mẹ. Là con thấy là dính máu nhiều lần không? Cũng có 3 lần. Có 3 cái quần. 3 cái quần hả? Nhiều khi nó về, nhiều khi nó bị vậy rồi nó cởi đồ ra nó thay nó giấu mình chừng mình cũng không biết được. Sao con gom đồ đó trong phòng á mẹ. Không, có con bé này nó nói nè, nó nói là có mà nhưng mà định đại chi về nói mà quên luôn. Phải mà cái bữa đó mà chị không đi tìm bé nhỏ này là chị cũng không biết luôn phải không? Dạ. Yeah. Còn ông cũng mà mấy bé cũng đâu dám nói đâu. Dạ. Bữa nay chị có đi bán vé số không? Dạ, con bé này bị bữa hổm ba mẹ con ôm hết 400 mấy giờ. Chục tờ với số rồi hết vốn rồi đâu có đi bán nữa. Là sao là bán không được hả? Không có, tại vì em đang đi bán với số nè, em với bé này với thằng thứ ba mẹ con đi bán rồi đi kiếm nó đó. Rồi nó bị vậy ở đầu công an mời đi lên chảnh làm việc sáng tới chiều đó, rồi giao cho hai đứa này để bán nó không hết. Rồi nó đi bộ nó bán không hết rồi mình ôm luôn trả lại không được hả? Dạ không, ở đây không có cho trả số. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nè. Gì? Con có thích đi học không? Thích đi học hả? Rồi muốn sau này đi học là làm gì? Làm cầm cây ném cây có cây nuôi ba mẹ. Làm công ty gì? Làm cầm cây á.
Làm công ty rồi kiếm tiền nuôi cha mẹ hả? Dạ. Ồ, ráng học giỏi giỏi đi, mai mốt làm bác sĩ hay cái gì đó. Không. Đi, đi học hay đi làm công ty, làm công nhân. Không. Có ước mơ làm gì không? Có làm, có ước mơ làm ca sĩ hay người mẫu gì không? Hay làm cô giáo gì không? Không. Con chỉ ước mơ, con đi, con chỉ ước mơ có tiền nuôi ba mẹ thôi. Có ước mơ là đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ thôi. Vậy là bây giờ là phải là cố gắng học giỏi nha. Dạ. Đó, ngoan nè, để cha mẹ đi làm kiếm tiền rồi nuôi mấy con đi học ha. Dạ. Nhìn rất là xinh luôn. Để hồi cái em gửi chị 500 đi. Trước mắt em gửi 500 để mà đi khám mấy bé, là ra tiệm thuốc tây mình hỏi thử coi. Nhưng mà mình không có chi phí, mình ra tiệm thuốc tây mình hỏi mấy chị bán thuốc đó, mấy bé bị như vậy đó. Sợ nó bị viêm nhiễm á, mình ra ngoài mình hỏi người ta bán thuốc hay là cái gì đó cho bé cho để lâu là ảnh hưởng tới sức khỏe của mấy bé đó. Dạ. Và bình thường là chị bán với số vậy là có thu nhập hàng ngày được bao nhiêu? Dạ, nếu ba mẹ con đi bán là ngày cũng được 400.000. Là ba mẹ con đi bán. Dạ. Là chị với bé này. Bé này với cái thằng lớn. À, với thằng lớn. Dạ. Là buổi sáng mình bán mấy giờ mình đi bán chị? Dạ, buổi sáng thì khoảng đưa cái con bé kia, đưa bé kia đi học rồi là cỡ 7 giờ 6 giờ mấy vậy đi bán. Ừ. Thường bán là con bé này với bé 9 tuổi là ở nhà. Dạ. Sáng cơm nước xong rồi đi bán, rồi hai bé ở nhà tự múc ăn ha. Dạ, tự gói ăn. Bởi vậy cái ông đó ông để ý, ông để ý là coi như nhà mình là không có người lớn là đi bán hết, là coi như là ông tới ông rủ mấy đứa này đi nữa. Dạ. Ừ, ghê luôn. Là bán ngày 400.000, là 400.000 tiền lời hay sao? 400.000 tiền lời. À, nếu mà bán dữ lắm mới được 400.000 phải không? Dạ. Bữa nào mà bán không được là ngày được nhiêu? Dạ, bán không được chị ngày cũng được 200 mấy. À, 200 mấy cũng chị mướn ở nhà ở đó là nhà tháng nhiêu? Tháng 1 triệu tiền nhà, tháng 1 triệu điện nước là riêng. À, rồi còn anh mà đi làm kéo lưới dưới hồ này là tháng nhiêu chị? Ảnh làm là không có tính tháng, y ăn mình làm mà ăn sản phẩm, như làm công ty ăn sản phẩm vậy. À, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít ha. Dạ. Yêu cầu công xe tải người ta mà yêu cầu cá nhiều thì mình có tiền nhiều, rồi yêu cầu cá ít thì mình có tiền ít. Rồi cái thu nhập mà bình thường trung bình của ảnh là ngày nhiêu? Trung bình nếu mà bổ đồng qua lợi là ngày chừng 250 lợi lợi. 250. Dạ. 250 với chị nếu mà bán mà với số mà bữa nào trúng thì được 300-400. Yeah. Bữa nào thắt thì cũng được 100 mấy 200. Yeah. Nói chung là cũng đủ trang trải phải không? Yeah. Nếu mà mấy bé mà mốt đi học thì coi như là không có dư luôn. Yeah. Ở đây là một cái đồi nè cả nhà. Hồi nãy là chị nói cái gì? Đài chiến thắng. À, tượng đài chiến thắng. Nằm kế bên cái hồ luôn, ngay chỗ cái hồ này là hồ gì chị? Bằng hồ La Ngà. Hồ La Ngà hả? Dạ. Hồ La Ngà. Rồi hồi lúc trước là mẹ đi bán giấy số rồi đó, con với chị ở nhà là có hay đi đâu chơi không? Dạ có. Đi đâu? Đi xuống đò cho con gặp ổng, con kêu chị đi đi. Ổng kêu mình nửa giờ rồi xong chị không nghe, chị đi lại chị xin tiền ổng. Trời ơi. Sao lại xin tiền ổng nữa, đã không làm như vậy không sợ ổng sao mà còn lại xin tiền ổng nữa? Là chị không sợ ổng là tới xin tiền, có mình con là con sợ là con không dám lại. Đó là cái bé bị xâm hại lần thứ hai phải không chị? Cái lần thứ ba là chị mới phát hiện ở trên kia. Dạ. Ổng làm con lừa dặn con không dám nói. Sao vậy? Mai mốt nè chú dặn nè, mai mốt mà có cái gì cũng phải nói với mẹ, tâm sự với mẹ nghe chưa? Đó, đừng có im lặng như vậy để mẹ bảo vệ mấy con. Nha. Hứa với chú nha. Dạ. Thôi là chị phát hiện hôm bữa, chị phát hiện chứ không phát hiện là tới bữa nay cũng không biết gì luôn. Dạ. Rồi hôm bữa là chồng của chị rồi. À, biết được cái thông tin như vậy cái là chồng chị có phản ứng gì không? Dạ. À, ba con quýnh con chảy máu mũi. Sao quýnh con? Ừ. Không biết nữa. Chắc cha dặn là tại con không dám nói đó. Chắc cha mẹ là cũng thương con hết nha.
Vậy sau đó là chị lên cơ quan chức năng hay là anh chồng của chị lên chẳng? Chỉ có mình anh em đi à. Chồng em không có đi, tại vì ảnh cũng không muốn đi lên chảnh, nhầm khi giáp mặt với ông đó rồi nóng tánh mất công xảy ra chuyện lớn nữa. Sợ lên đó giáp mặt, ổng nóng quá kiềm chế không được. Dạ. Rồi ổng nói thôi giờ ha, em giải quyết đi, em muốn sao đó tự động em giải quyết cho con em đi. Chứ anh không có dính vô mất công ha, anh dính vô rồi anh vô tù nữa, ảnh nói vậy đó. Mình gia đình mình mẹ, hôm lúc ba với mẹ chia cài à, giờ sao mới mẹ lên châu đắp ba kêu mẹ về hồi nào hồi nào lúc hôm bữa lâu rồi lâu rồi hả? Lúc đó là con có đi theo mẹ không hay là ở dạ lại với có lúc con mới có 4 tuổi à. Trời, 4 tuổi mày nhớ dai vậy. Rồi nói chuyện bé, nói chuyện rất là ngoan nha, rất là dễ thương luôn, mấy bé nào cũng dễ thương hết nè. Mà nở lòng nào cái ông già dê đó. Ông già dê. Ừ, ông già dê. Đối xử với mấy bé vậy nè cả nhà. Đó thì ông bà cô mẹ, chú xem mẹ chia sẻ. Cái trường của chị Hai cút ở bên kia lận kìa. Không phải đâu, chị Hai ở An Giang mà sao nhìn được. Ở đây đâu phải An Giang mà chị ở An Giang là tỉnh nào, huyện nào của đó An Giang. Mẹ mẹ. Mẹ chơi An Phú. An Phú ha. Mẹ ơi, mẹ con muốn chơi với chị Hai. Rồi con có dàn chú đi về An Giang đi rồi chơi với chị Hai. Chú ơi, chú chở con về An Giang nha. Con quên cái đường về. Con quên cái đường về rồi. Đường về rồi hả? Khoảng bao lâu rồi mình chưa có về quê chị? Dạ, năm mấy nha. Năm mấy rồi hả? Dạ, Tết nữa, Tết là 2 năm. Rồi, gốc, gốc cát của chị với anh là ở An Giang hết ha? Dạ, ở An Giang hết. Mẹ lúc á ba đi làm á mẹ bỏ xong mẹ bắt xe bếp mẹ bắt xe bếp ra lúc mẹ có mấy kỷ mẹ bắt xe bếp thì xong ba đi về ba kia để ba ăn uống xong ba kia để đóng chén đây cho mày giữ nè. Con cầm cái máy giùm chú ơi, cầm quay nghe mẹ nghe. Thì bữa nay em lên đó thì em thấy cái hoàn cảnh gia đình của mình khó khăn vậy đó. Chứ một phần nữa là từ lúc 500 ngàn, từ lúc mà hai bé như vậy là chị cũng chưa có đi khám lại. Thì trước mắt thì em trích ra 500 ngàn là em gửi cho chị để mà mua thuốc hay là đi thăm khám hai bé lại nha. Nếu mà kế tiếp mà có ông bà cô chú nào mà gửi mà giúp đỡ gia đình đó thì em sẽ lên em trao tiếp tục nha. Dạ, rồi chào ông bà cô chú đi nè. Chào. Con tên gì giới thiệu lại coi. Ngọc Trinh. Ngọc Trinh bao nhiêu tuổi? 5 tuổi. Đây, Ngọc Trinh hả? Ngọc Trinh mà. Ngọc Trinh. À, Ngọc Trinh 5 tuổi. Đây con bé này. Mỹ. Con tên gì? Tên Mỹ. Mỹ bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi, còn con? Con Tiên. Dạ. 11 tuổi. 11 tuổi, rồi ba đứa đứng lại đi chào ông bà cô chú đi. Đó. Đứng lại. Rồi bye bye chào ông bà cô chú đi. Rồi thì giờ cũng xin phép dừng clip ở đây. Thì giờ mời cả nhà cùng xem tiếp những clip tiếp theo của giờ ạ.